Hello các bạn. Các bạn, xin chào các bạn đã trở lại với YouTube Bà Tâm Cập Thơ. Bà lo bà nói chuyện sao nó chở tôi đi vòng vòng nãy giờ tôi không tìm được cái sao bắt. Không phải là nói chuyện làm cho nó thấy con mắt. Để ba lát nó bị béo không? Không, mới đầu em nói là cái là em nè. Cái gì ngon? Xin chào các bạn, rất là vui khi gặp lại các bạn trên kênh Bà Tám Cam Thơ. Ủng hộ Tám bằng cách like and subscribe nhé. Thank you các bạn. Ê bà dễ nha, bà dễ ấy ấy luôn nha, bà dễ dài quá tôi nhảy không nổi nha. À đây giữa nè. Hello các bạn. Bé két nó đang cầm máy quay á các bạn. Tụi tôi chuẩn bị chơi cò cò. Bé két hồi xưa con có chơi cái này không? Có. Con làm gì có chơi cò cò? Có. Ủa con có chơi hả? Có. Có chơi cò cò hả? Có. Ủa sao con biết chơi? Không biết. À, vậy hết. Rồi con đếm đi, số 1 ở đâu? Ủa gì? Con nhớ không? Con nhớ cách chơi không? Không. Trời, sao con nói con biết chơi? Con biết chơi hồi đó chứ. Bây giờ con quên hả? Này, vậy nè. Chập, chập. Ừ. Đúng không? Ừ. Chập. Lượm, lượm hột tràng gì đó. Lượm cục gạch nhảy ra. Cái này 7 ô thôi. Tám nhớ là 10 ô. Cái nguyên thủy của nó 7 ô. Và sau thì bà mới chỉ chơi đi. Chơi sao? 7 ô chơi sao? Nhớ 10 ô á. Đó, được. Nè các bạn. Tám chơi gì đúng không nè? Bây giờ là mình đặt cục gạch đây nè. Đó, số 1 nè, bắt đầu mình đứng. Mẹ phải nhảy luôn chứ sao mẹ bước qua ta? Không, thì là một chân cái cọ vậy đó. Đó, tự nhiên mẹ bước qua như vậy. Bước sao? Thì... chơi mấy người á, cái lúc bà phải phóng thôi, ba người đều chơi đi. Lấy không? Ừ, cho mà cò. Cò dưới đây. Đẹp lên. Đó mẹ đâu có cò đâu, mẹ bước qua mà. 4. Đó tự nhiên à, tự nhiên mẹ bước qua vậy. Ủa tại sao lúc mà thảy vô số 3 thì không được bước lên số 1? Bẹp số 1. Là sao? Số 4. Cứ hai cái đó là bẹp đó. Số 4 rồi. Số 5. Ủa, số 5 hả?
năm. Sao? Trời, bà đi vậy là ngồi bà cất nhà luôn rồi đó. Nhảy lên số 7. Ủa tôi làm tới đó không? Rồi tới lưng trần của tôi mà cũng tránh luôn hả? Bác Tiên vô chơi không? Bác Tiên Thua rồi. Két chơi đi, két để chơi nó nhiều để phóng. Ba, cái gì? Cái đó là của bà để, còn để đó là tôi không có được. À, không có để vô. Không có được chân vô hả? Chơi kỳ vậy. Trời ơi, vậy bắt tôi nhảy từ đó qua đó luôn hả? Ừ. Nhảy lên số 7. Trời ơi. Trời ơi, cắn mất rồi. Cái gì? Cắn nè. Cắn. Cứa. Rồi cho bà thấy. Bây giờ số 7 đúng không? Trời ơi. Chuyện chút nữa tôi phải thảy lại hả? Để số, không, để số 7. Thảy cho đúng được chứ hả? Đúng được. Xe hả? Kìa. Rồi. Với bà đi. Cô mà tên thế cô lên đây cát.
bây giờ là rồi số 4. Qua số 4. Rồi tới mẹ. Cái chân này mới đúng là cái là chân kia. Ủa, sai. Rồi. Rồi, kéo đi. Cái còn từ số 2 qua số 4 á. Thôi hoài luôn. Nó đạp mất rồi. Nắng quá vậy. Bây giờ là cò này trước đi. Ê, số 1 trước. Số 1 đến số 2. Bà khôn nghĩ sao? Nãy bà bị có lại. Trời ơi, của tôi số 3 đúng không? Rồi. Trời, cô Linh nhảy hay ghê luôn á. Nếu mà bà nhảy vô cái nhà tôi sao? Sai rồi. Lỡ bà nhảy vô cái nhà tôi sao? Bị phạt. Bị phạt hả? Bà mà cò vô là cháy nhà là mất luôn. Ok. Số 4. Nó ngày lộn lẫn liệu là thò vô nhà nè. Sao? Nghe quá, giật nghe quá. Nhắc nó lại. Sao? Yeah. Có chừng cô Linh hy sinh vì nghệ thuật. Ôi ơi, bỏ trong đất luôn. Bà chưa có cái nhà nào hết nha. Số 7 vậy phải không? Đúng rồi. Rồi cất nhà đi. Số 6. Bây giờ bà đi đi. Giờ tôi cất nhà đúng không? À, à. Lỡ tôi thảy vô lỡ nhầm cái chúng cái nhà bà sao? Thấy lại. Sao bà không ghi tên nhà bà mà phải ghi tên nữa chứ? Lỡ tôi tưởng nhà tôi thì sao? Lắm chiếm đất giành dân. À, lắm chuyện. Rồi đi đi. Số 5. Nhà của tôi số 5. Đi vô. Nhà số 5, nhà thơ nha. Cái chữ T đằng ngoài nha. Thơ. Linh. Rồi. Bây giờ tôi đi phải không? Ủa tôi cất nhà rồi tôi không đi hả? Đó, nhắc lên tôi đi. Bà lấy ra. Cái gì lấy ra hả? À đi lại từ đầu hả? Ủa sao bà không giặt vô nhà bà? Ờ bà chết rồi. Tôi lấy đây đúng không? Cắn mất rồi nha, dám hôn cãi. Chuyên môn cãi. Ôi, sao mà chẹp cái nhà. Phải chẹp cái nhà thôi. Rồi sao mà bị gì? Bị rồi, thua hả? Kỳ vậy. Gì vậy? Bẹp trước số 5 trước số 4. Đâu có số 4 trước số 5. Không, số 5 trước số 4. Chứ bà ngược lại là bà phải số 5 trước. Sao nãy bà nói số
Thôi là tôi gom lại nha. Gian quá à. Biết đi xuống là số nằm đi trước rồi. Rồi đi lên là số à. Chân cô Linh dài ghê. Rồi nấu ăn thôi má la bự.